Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết của chúng ta ngày hôm nay. Và thưa quý vị, rất là vui xin mời quý vị gặp gỡ sự trở lại của thầy Thanh Nguyên. Thầy là vị thầy chuyên khoa về tử vi và tướng số. Trước hết, Vân Anh xin chào thầy Thanh Nguyên. Xin chào Vân Anh và xin chào quý vị khán giả VNTV. Thưa thầy và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta rất là vui vì nơi nơi mọi người đều nô nức để chào đón một mùa xuân mới, một cái Tết mới, đó là xuân Canh Tý năm 2020. Và đặc biệt là năm nay chúng ta không những là chỉ đón mừng một năm mới mà là một thập niên mới luôn. Đúng. Dạ vâng. Nếu ai đã từng biết từ về tử vi thì biết là chúng ta sẽ biết cái hạn 10 năm. Mà đây là khởi đầu của hạn 10 năm, thành thế nó quan trọng như vậy. Dạ vâng. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì thầy Thanh Nguyên sẽ đến với chúng ta vây quanh cái chủ đề là tử vi một cách khái quát thôi. Với cái thời gian ở trên chương trình của chúng ta thì sẽ không nói được hết, nhưng mà một cách tổng quát thôi, phải không thầy? Đúng. Dạ. Đúng như vậy. Mỗi lần như mỗi năm thì tôi nói về tướng số. Dạ. Năm nay đặc biệt tôi đã hứa với quý vị là nhiều lần chúng ta sẽ nói về tử vi. Dạ. Thế thì năm nay đặc biệt chúng tôi sẽ ưu tiên là nói về tử vi. Thưa thầy, như vậy thì sự khác biệt giữa cái lá số tử vi, tướng học và chỉ tay như thế nào thưa thầy? Về cái sự khác nhau đó, cái môn tử vi thì nó tách biệt ra khác với cái môn tướng học. Tướng học thì nó nghiên cứu về tướng số, về chỉ tay, về dáng đi, vóc dáng của mỗi người. Còn tử vi thì nó được lập trình. Muốn có lá số tử vi thì nó phải có ngày, tháng, năm, sinh, đặc biệt là giờ. Và khi mà thành lập được cái lá số tử vi rồi, cái độ chính xác rồi, thì chúng ta cứ căn cứ trên đó mà chúng ta giải một đời người. Một cái lá số tử vi như vậy thì nó có hiệu lực trong vòng mấy năm thầy? Một cái lá số tử vi thì mình đã lên cái lá số tử vi rồi thì nó cho hết cuộc đời của một người đó. Chúng ta chỉ cần một lần một thôi để mà lên lá số. Thì sau đó từng năm hạn hoặc là 10 năm thì chúng ta giải một lần. Chứ nếu trường hợp chúng ta giải hết tổng thể cho cuộc đời thì nó quá nhiều đi. Nó quá nhiều vấn đề. Rất là hay. Ok. Thì tôi cũng nói tiếp là trong cái lá số tử vi thì nó gồm có 12 cung. 12 cung là trong cái đó thì nó gồm có như mệnh, phụ, phúc, điền, quan, nô, di, tật, tài, tử. 12 cung đó là đời người thì nó nằm hết ở trên đó. Chúng ta cần biết cái gì thì chúng ta để ý và chúng ta giải về cái mục đó. Okay. Vâng, thưa thầy, như vậy thì thầy có thể cho quý vị thính giả được biết là cái nguồn gốc, cái lá số tử vi nó ra từ đâu, ai là người lập ra cái lá số tử vi này? Ok, cái lá số tử vi thì nó cũng phát xuất từ ở bên Tàu, tức là do cái ông Hiji Trần Đoàn. Ông có khoảng chừng năm 880 và khoảng 893, trong khoảng đó, tức là ông Trần Đoàn ông sinh vào cái khoảng đó, khoảng năm đó. Và tôi cũng nói rằng nếu trường hợp mà tính ra cái lá số mà ngày giờ của mỗi người tất cả trên thế giới này thì nó có khoảng được 518.400 cái lá số khác nhau. Mỗi người như vậy thì chúng ta sẽ có một cái lá số. Đó là tôi muốn nói tóm tắt về cái lá số tử vi. Wow, rất là hay. Và thầy có thể cho quý vị khán giả được biết là tóm tắt về cái nội dung cũng như là một cái hình thức của cái lá số tử vi nó sẽ như thế nào thưa thầy? Cái lá số tử vi thì đó, chúng ta muốn lấy một cái lá số tử vi thì chúng ta phải hội đủ những điều kiện như vậy. Thì khi đã quan lên, trọng nhất là giờ phải không? Đúng, quan trọng nó phải có cái giờ. Nếu trường hợp không có giờ, thiếu trong một trong những cái mà tôi vừa mới nói đó, tức là ngày, tháng, năm, sinh và giờ, nếu thiếu một trong những dữ liệu đó thì chúng ta không hoàn thành được một cái lá số tử vi. Dạ, tức là cái lá số tử vi của chúng ta sẽ không chính xác. Đúng, mà trong khi đó, ngoài cái đó ra nữa thì tôi cũng muốn nói như thế này nè. Cái lá số tử vi đó, quý vị mà cho tôi biết về cái giờ thì tôi cũng hay đắn đo lắm. Không phải là quý vị cho trật, nhưng mà tôi nói là ví dụ như là người Việt Nam của mình đó, phải biết rằng ví dụ như là năm 1900 cho đời tổng thống của Ngô Đình Diệm nè, rồi tới đời của Nguyễn Văn Thiệu nè, rồi tới xã hội chủ nghĩa nè, nó nhiều như vậy, cho nên giờ cứ trồi sụt như vậy thì nó làm nó rất là khó khăn trong việc mà chuẩn giờ. Cho nên thì tôi cũng xin thưa với quý vị một điều như thế này. Vì tôi là xuất thân từ cái tướng học, cho nên nếu trường hợp mà cái giờ của quý vị đó mà cho là nó trúng đó, nhưng tôi vẫn kiểm tra lại.
Tôi kiểm tra rằng một cái lá số mà nó như vậy, giả sử như tôi muốn nói là một lá số mà khi lên cái lá số là tử phủ vụ tướng hoặc là sát phá liêm thâm đi, thì mẫu người đó nó phải là như vậy, đức tánh của người ta như vậy, nếu trường hợp mà tôi nhìn cái hình dáng của quý vị mà tôi thấy nó sai là tôi phải chỉnh giờ ngay thôi. Tôi chỉnh giờ cho tôi không chấp nhận cái giờ đó, và tôi chỉnh giờ, tôi chỉnh đến khi nào mà tôi nhìn cái lá số đó nó phải trùng với tướng mạo của quý vị, thì lúc đó tôi mới chấp nhận đó là cái giờ của quý vị. Mà khi đã chấp nhận vậy thì cả một đời người quý vị cứ ôm cái lá số đó, đến bất cứ ai mà là giải lá số tử vi thì quý vị cứ đưa cho họ là họ giải thôi. Cho nên có một cái điều là tôi cũng nói với quý vị, vì tôi là ở bên tướng học, cho nên tôi hay khẳng định với quý vị á, là thôi nếu cuộc đời của tôi thì giờ này tôi cũng đã lớn tuổi rồi, nếu trường hợp một mai mà quý vị cứ đi coi lá số tử vi thì quý vị cứ lấy cái giờ như thế này đi. Vì lý do là tôi muốn nói như vậy để biết rằng cuộc đời người đó còn trẻ mà tôi thì lớn, tôi không còn ở trần gian này nữa, mà tôi muốn những người đó cứ đi gặp những nhà tử vi, cứ báo là giờ này là giờ đã được kiểm tra rất chặt chẽ rồi. Đó, tôi muốn nói như vậy. Dạ vâng. Nói đến đây thưa quý vị, thì nếu mà quý vị muốn biết thêm tất cả những cái chi tiết gì về tử vi, về tướng số, thì chúng tôi có số điện thoại của thầy Thanh Nguyên. Thầy là một khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta tại San Diego trong một thời gian rất là lâu vừa qua. Số điện thoại của thầy Thanh Nguyên là 619-471-5585 để quý vị có thể gọi tham khảo với thầy Thanh Nguyên. Đặc biệt là chúng ta đang bước vào chào đón một mùa xuân mới, thì quý vị có tất cả những cái thắc mắc gì, quý vị gọi cho thầy Thanh Nguyên. Thưa thầy, như vậy thì khi mà chúng ta xem tướng nè, chúng ta xem chỉ tay nè, rồi okay, chúng ta lấy một lá số tử vi, thì cái độ chính xác á, cái nào hơn, cái nào kém, hay là bằng nhau, hay như thế nào thưa thầy? Theo tôi đó thì hai cái chúng ta có thể trộn lẫn với nhau, trộn vào nhau. Thì trộn vào nhau để chúng ta lấy cái tinh hoa của từng cái như vậy, chúng ta hòa trộn lại với nhau, thì chúng ta tìm ra một cái kết quả tốt. Tôi ví dụ như là để tìm cho ra quý vị một cái thời gian, cái giờ sinh mà cho nó chuẩn, tôi phải có rành về tướng học. Khi mà nó lên một cái lá số mà nó trật, thì tôi biết là tôi nhìn cái tướng mạo, tôi nhìn cái này tất cả mọi cái trên đường chỉ tay, nó trật là tôi biết ngay. Cho nên tôi phải trồi lên một giờ, tôi phải hạ xuống một giờ để cho cái nhà nó chuẩn. Chính vì vậy mà tôi, khi mà tôi đã chỉnh giờ của quý vị rồi, thì tôi khuyên quý vị nên giữ cái giờ đó, để cho cái như cuộc đời của tôi chẳng may không còn ở trên trần gian này nữa là chuyện bình thường. Thì quý vị còn lại cứ đem cái giờ này để nói với thầy tử vi kế tiếp rằng giờ này là chuẩn với tôi đây, cứ vậy giải dùm cho tôi. Đó là vấn đề muốn nói với quý vị là như vậy. Tức là chúng ta có thể nhờ các chuyên viên về tử vi lấy cho chúng ta một lá số tử vi. Tại vì thầy nói rằng nếu mà chúng ta có ngày sinh chính xác thì cái lá số tử vi đó sẽ theo chúng ta tới cả cuộc đời. Đúng. Còn khi mà chúng ta xem tướng hoặc là xem chỉ tay thì nó có khác nhau mỗi năm không thầy? Về chỉ tay thì có đấy. Chỉ tay thì khác. Còn lá số thì vĩnh viễn cho một cái cuộc đời của người thì không có gì khác cả. Và khi mà chúng ta xem đầu năm, chúng ta đi xem chỉ tay xem, thì tại sao lại có cái phong tục là mỗi năm mình người ta hay đến để thăm viếng các nhà tử vi, các nhà tướng số vậy thầy? Thường thường đó thì tâm lý ai cũng vậy, cũng muốn biết là năm mới chúng ta có gì mới không, chúng ta có may không, rồi chúng ta biết trước như vậy là chúng ta nếu hợp không may thì chúng ta tránh đi, còn nếu mà nó tốt thì chúng ta cũng thấy vui. Tôi ví dụ như năm nay sẽ là năm Canh Tý. Mà Canh Tý thì nó nằm ở trong cái tam hợp Thân Tý Thìn, mà cái tam hợp đó là tam hợp thủy. Chính vì thế mà những người nào có cái tam hợp mà mộc hoặc là cái mạng mộc thì nó rất tốt cho họ. Rồi tôi cũng nói về, nếu đó là nói về tướng học, rồi coi những đường lại kiểm tra lại cái tướng mạo của người đó nó có tốt không. Đường chỉ tay của họ nó có nổi lên những cái đường đẹp không? Đó là về tướng học, về tử vi. Thì cái năm đó, họ cái vận của họ nó có đẹp không? Nếu trường hợp mà vận của nó hẹp, nó đẹp như vậy, thì rất là yên tâm. Thì vì lý do tôi vừa mới nói với vị đó, họ là Thân Tý Thìn là tam hợp của thủy, mà họ mang cái hành mộc. Thế thì quá tuyệt vời rồi. Rồi năm nay,
họ lại ôm cái vòng thái tuế, tại vì lý do là lưu hạn thì nó có ôm một cái vạn cái vòng của thái tuế, mà cái vòng của thái tuế thì nó rất là đẹp, nó rất là may mắn cho những người đó. Cho nên những người nào mà ở tam hợp thân tí thìn là năm nay họ ôm cái vòng thái tuế, cho nên thế nào họ cũng có cái may, miễn là chúng ta né làm sao là cái người ta gọi là cái tam tai. Mà cái tâm tay nó chỉ nhẹ thôi, nó không có nặng đâu quý vị, đừng có lo. Nếu không hợp, bởi vì ai mà ở trong tỵ dậu sửu thì đương nhiên là ở năm nay là năm thứ hai của tam tai. Quý vị đừng có lo, lo ở cái chỗ là chúng ta ôm được cái vòng thái tuế, tức là thân tí thìn chúng ta ba cái năm đó là chúng ta đã ôm được cái vòng thái tuế. Mà ôm được vòng thái tuế thì chúng ta sẽ có điều kiện để mà thay đổi. Trong năm này chúng ta sẽ có cái những cái biến đổi mới mà nó đẹp. Rồi bắt đầu là nếu nó đẹp hay nó xấu thì nó còn lệ thuộc rất nhiều. Quý vị cứ nghĩ rằng cái lá số tử vi thì nó gồm có những 100 khoảng, một trên dưới 100 sao. Trên dưới 100 cái ngôi sao như vậy để chia đều ra cho các cung. Thì nếu trường hợp mà quý vị rơi vào những cái năm mà nó có những cái cung đẹp, những ngôi sao đẹp, thì đương nhiên là năm tới, trong cái năm này thì quý vị sẽ có nhiều may mắn là chắc chắn. Đó thì đó là những cái điều mà tôi muốn nói như vậy. Cho nên để cho kết hợp cả đôi bên thì tôi thấy người đó năm nay là thân tí thìn, mà thân tí thìn họ ôm cái vòng thái tuế, họ ôm cái vòng thái tuế ra đẹp rồi, họ có ôm một những cái số sao đẹp, ví dụ như là tử phủ vũ tướng, nó víu, nó vượng, rồi nó miếu, rồi nó đẹp. Nó đẹp như vậy rồi tôi nhìn cái tướng của họ, tôi nhìn cái bàn tay của họ, nó đẹp như vậy nữa. Thì chắc chắn một điều tôi sẽ nói rằng người đó năm nay họ sẽ rất may mắn. Họ may mắn cho không chạy đi đâu cả. Tức kết hợp cả hai cái mà. Cho nên không thể nào trật được. Đó là tôi muốn nói với Văn Anh như vậy. Vâng thưa quý vị, quý vị nào chưa có lá số tử vi cho riêng mình và muốn lập một lá số tử vi, nhất là trong dịp đầu năm ngày hôm nay, thì mời quý vị gọi cho thầy Thanh Nguyên. Thầy chuyên về tử vi và tướng số tại San Diego của chúng ta rất là nhiều năm vừa qua, qua số điện thoại là 619-471-5585, thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị rất là chi tiết. Thưa thầy, như vậy nếu mà một người đã có một cái lá số tử vi thì nó sẽ có những cái thuận và cái khắc ở trong cái lá số tử vi đó. Chúng ta có thể cách nào để mà hoán đổi những cái điều khắc trong cái lá số tử vi của chúng ta không thưa thầy? Ok, tôi muốn nói với Văn Anh cũng như quý vị như thế này. Dạ. Chúng ta cứ, tôi nói với quý vị là cứ thử một lần xem. Dạ. Đến giờ phút này quý vị mà muốn coi về lá số tử vi cũng như muốn gặp tôi, thứ nhất, quý vị hãy cho tôi biết ngày tháng năm sinh và giờ sinh. Giờ sinh là quan trọng chứ hả thầy? Sau đó quý vị hãy dùng điện thoại chụp hai bàn tay của quý vị lên trên đó. Và quý vị hãy gửi tin nhắn qua cho tôi tất cả những dữ liệu đó. Và thiết lập cái đường dây điện thoại như Viber, Zalo, để cho tôi có dịp nhìn thẳng quý vị, tôi nhìn trực tiếp vào quý vị. Thế thì tất cả những cái gì mà thắc mắc, tất cả cái gì quý vị không ngờ tôi sẽ nói cho quý vị. Ngay cả trong năm tới, quý vị gặp cái gì tốt hay xấu, tôi sẽ trả lời. Tôi tin chắc rằng quý vị sẽ hài lòng với cái việc đó. Wow. Quý vị hãy thử một lần xem. Tức là nếu mà quý vị có thể gặp trực tiếp thầy thì lúc nào cũng tốt phải không thầy? Nhưng đúng, nếu mà quý vị ở xa thì thưa quý vị, từ nay cho dù quý vị ở xa mà quý vị cũng có thể gặp gỡ được với thầy Thanh Nguyên qua những cái phương tiện. Đúng. Như vậy hả thầy ha? Đúng, quý vị cứ chụp hai cái bàn tay của quý vị, mấy vị rất là hay vậy. Quý vị gửi tin nhắn qua cho tôi, rồi quý vị cung cấp cho tôi ngày tháng giờ sinh, tôi sẽ nói tất cả những cái gì mà quý vị thắc mắc về cuộc đời của quý vị. Wow, rất là hay. Vâng thưa quý vị, chúc cho quý vị sang năm mới sẽ có một lá số tử vi, cũng như là khi quý vị có tất cả những cái thắc mắc gì thì quý vị sẽ rất là hài lòng khi mà nói chuyện với thầy Thanh Nguyên. Một lần nữa qua số điện thoại là 619-471-5585. Thầy Thanh Nguyên ơi, thầy có muốn có một cái lời gì đó để chúng ta có thể kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay? Ok, tôi muốn nói với Văn Anh cũng như quý vị khán giả, hãy thử một lần xem. Tất cả quý vị, tôi nghĩ vậy, quý vị cứ thử đi, thử một lần xem, cũng không mất quý vị nhiều thời gian lắm đâu. Yeah. Kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều may mắn.
Chúc cho thầy Thanh Nguyên qua năm mới Xuân Canh Tý 2020 sẽ có nhiều sức khỏe để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của thầy, cũng như là đem đến cho tất cả những khách hàng của thầy sự hài lòng nhất. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.